Xin giới thiệu anh chị và các bạn một chiếc Tucson, Hyundai Tucson đời 2010. Này là máy xăng. Đây là màu bạc, màu bạc rất sáng, rất đẹp. Nay thì có một khách hàng quen của công ty ô tô Batopan đang nhờ bên công ty bán giúp chiếc Tucson này. Cam kết với anh em đây là một chiếc xe đẹp. Giới thiệu cho anh chị và các bạn nào mà đang có nhu cầu và đang cần mua một chiếc xe giống như vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị này. Xe gia đình đi nên rất nhiều đồ trong xe. Đây, mua bảo hiểm rồi là các thứ, rất nhiều đồ. Đây là bên trong xe. Đây là chìa khóa thông minh. Nhìn kính kiệu các thứ luôn, rất đẹp. Ở bên trong xe xem xe được bao vạn rồi. Vô lăng này, màn hình và có cả cửa sổ trời. Đây, ôi trời. Đâu xem mình sân xe đi được bao vạn rồi. Để tắt tốp này. Xe đi rất khá là ít, gần 7 vạn. Xe đi khá là ít luôn. Vô lăng rất nhẹ. Đây là màn hình. Rồi mình tắt đi ra kiểm tra máy xem như nào. Đây từng chi tiết này, từng con ốc cánh cửa này, rồi tất cả mọi thứ đều còn zin hết, chưa có nút nào để có sự mở ra. Còn đây là máy của chiếc xe này. Máy móc thì xe gia đình đi mà nó, anh em đây là xe gia đình bán kết nối thôi. Xe nó khá là bẩn. Chiếc xe này khá bẩn, chưa rửa, không rửa giấy cả. Đây bẩn này rửa qua là sạch thôi, nhưng mà con nhỏ là máy còn zin. Máy nguyên bản, máy chất là được. Còn bản này là xe gia đình người ta đi không ấy, không quan tâm lắm đến cái vấn đề máy móc bẩn hay gì. Hôm nay mình đưa thông tin lên cho anh chị em xem và tham khảo xem anh chị nào có nhu cầu thì đến trực tiếp công ty ô tô Batopan, địa chỉ là số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương để xem xe trực tiếp. Hoặc gọi đến hotline của công ty 1900 1034 để được anh em nhân viên sẽ tư vấn cho anh chị và các bạn những cái thắc mắc và cái vấn đề về chiếc xe này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.